Xin chào buổi sáng quý vị. Bây giờ là lúc để chúng ta có thể cập nhật những thông tin thể thao nổi bật trong những giờ vừa qua. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2022 đã chính thức khởi tranh bằng cặp đấu giữa Hà Nội Buffaloes và Hồ Chí Minh City Wings. Một trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa bởi nó đánh dấu sự trở lại của thể thức thi đấu sân nhà, sân khách và cùng với đó là sự xuất hiện của người hâm mộ trên các khán đài. Và hãy cùng đến với kết quả của trận đấu mở màn mùa giải này. Sau 2 năm phải thi đấu dưới mô hình bong bóng, VBA 2022 đã trở lại với thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Điều này đã mang tới sự sôi động và hưng phấn rất lớn cho các cầu thủ thi đấu ở dưới sân. Dù phải thi đấu dưới áp lực rất lớn từ các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Hoàng Mai, thế nhưng đội khách Hồ Chí Minh City Wings trong trang phục áo trắng mới là những người nhập cuộc tốt hơn và dẫn trước với khoảng cách 12 điểm sau 2 hiệp đầu với tỷ số 4-4-3-2. Nổi bật trong số đó là phong độ cao của trung phong Paxton Tyler với 13 điểm và 7 rebounds. Sau giờ nghỉ, Hà Nội Buffaloes với những sự điều chỉnh trong khâu phòng ngự ở khu vực dưới rổ đã thi đấu tốt hơn và có lúc rút ngắn xuống cách biệt chỉ còn 1 điểm. Dù vậy, với sự điều tiết lối chơi tốt của hai hậu vệ dẫn bóng là Vincent Nguyễn và Thomas Devon, Hồ Chí Minh City Wings đã giữ được lợi thế và kết thúc trận đấu với chiến thắng đầu tiên. Thời điểm diễn ra trận đại chiến giữa Barcelona và Manchester City vào mùa hè này đã được ấn định sau thời gian dài tạm hoãn và huấn luyện viên Pep Guardiola đã chuẩn bị cho cuộc trở lại sân Nou Camp, trở lại gặp đội bóng cũ Barcelona để chuẩn bị cho một trận đấu mang mục đích từ thiện. Pep Guardiola vừa trở lại Barcelona tham dự buổi họp báo cùng chủ tịch Barcelona Juan Laporta và cựu cầu thủ, cựu huấn luyện viên Juan Carlos Unju để giới thiệu về trận giao hữu từ thiện giữa Barcelona và Manchester City vào ngày 24 tháng 8 tới tại Nou Camp. Trận đấu quyên tiền cho nghiên cứu chữa trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, căn bệnh mà Juan Carlos Unju đã mắc phải. Mỗi lần trở lại Barcelona, tôi lại thấy như được trở về nhà. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm tại Nou Camp. Kể từ khi tôi rời câu lạc bộ Barcelona, mỗi lần tôi trở lại đây, tôi chưa bao giờ được nở nụ cười chiến thắng cùng đội bóng mới. Nhưng tôi hy vọng lần này, tôi và Manchester City sẽ thay đổi điều đó. Tôi rất vui khi có mặt ở đây, vì bất cứ lý do nào, có thể là cho một trận đấu tại Champions League hoặc tương tự như lúc này và vào ngày 24 tháng 8 tới để giúp đỡ những bệnh nhân mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Guardiola cũng cho biết ông sẽ đưa những cầu thủ tốt nhất của Manchester City đến thi đấu trận giao hữu từ thiện kể trên. Khi được ông Juan Laporta hỏi có mang Bernardo Silva đến hay không, Guardiola đã nói vui rằng mình nhất định sẽ sử dụng Bernardo Silva cùng 10 cầu thủ khác thi đấu trận này. Chi tiết này càng khẳng định nguồn tin Barcelona đang muốn có Bernardo Silva trong mùa giải tới. Guardiola cũng cho biết thêm, nếu Bernardo Silva muốn ra đi, ông cũng không giữ. Nhưng Bernardo Silva là cầu thủ quan trọng của Manchester City và Guardiola nghĩ anh muốn ở lại Manchester City. Thưa quý vị, huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với Manchester United đang gấp rút tìm những cái tên mới để có thể hoàn thiện lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới. Và để có được một bản hợp đồng bom tấn vào thời điểm này thì cực khó đối với đội chủ sân Old Trafford. Chính vì thế, chiến lược gia người Hà Lan đang nhắm đến những mục tiêu dài hơi. Và đôi khi, đó lại là những cái tên cũ đối với vị huấn luyện viên này. Tiền đạo Anthony đã nhanh chóng khẳng định bản thân là một phần quan trọng trong đội hình của Ajax sau khi chuyển đến từ Sao Paulo vào năm 2020. Mùa giải năm ngoái thì ngôi sao người Brazil đã ghi 12 bàn và đóng góp thêm 10 đường kiến tạo sau 33 trận, giúp câu lạc bộ bảo vệ thành công ngôi vị vô địch quốc gia Hà Lan. Trước màn trình diễn ấn tượng đến từ cậu học trò cũ, Erik ten Hag muốn đưa anh về Old Trafford để cùng ông tham gia vào kế hoạch phục hưng Manchester United. Theo nguồn tin từ Daily Mail thì Manchester United đã chuẩn bị sẵn khoản phí là 40 triệu bảng cho thương vụ này. Chân chạy cánh 22 tuổi đang trên đường trở thành bản hợp đồng lớn đầu tiên trong kỷ nguyên ten Hag tại Old Trafford. Một đội bóng khác tại Anh đó là Arsenal cũng đang ráo riết bổ sung nhân sự. Huấn luyện viên Arteta ưu tiên nâng cấp sức mạnh cũng như tăng độ dày lực lượng cho hàng công. Do đó, ông đã đưa Rafinha vào tầm ngắm. Ngôi sao người Brazil đã thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn như Barcelona, Chelsea hay là Tottenham. Tuy nhiên, thì theo Daily Mail, giám đốc kỹ thuật của Arsenal là Edu đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Rafinha. Leeds đưa ra yêu cầu số tiền là 50 triệu bảng cho trụ cột của họ và Arsenal hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này. Real Madrid đã không thể có được mục tiêu số 1 trong kỳ chuyển nhượng của họ mùa hè này là Kylian Mbappe,
Nhưng điều đó chỉ khiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết tâm hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để mang về những tân binh khác. Và ngày hôm qua thì họ đã tổ chức buổi lễ ra mắt cho bản hợp đồng mới nhất của mình, đó là hậu vệ Antonio Rudiger. Tôi là một người rất thích nhảy múa và ca hát, nhưng đó là bên ngoài sân cỏ. Còn khi trên sân, tôi luôn thi đấu rất nghiêm túc. Thứ mà tôi mang đến đây là tố chất và tinh thần thi đấu của một chiến binh. Tất nhiên điều quan trọng với tôi vẫn là phải làm quen với môi trường mới trước đã. Thưa quý vị, thêm một cuộc thi hẳn dành cho những vận động viên yêu thích những môn thể thao mạo hiểm, độc đáo, thỏa mãn đam mê lướt sóng và thuyền buồm. Đó là cuộc thi Cúp Thế giới Winfrost vừa được tổ chức tại Thụy Sĩ. Đây cũng sẽ là thông tin cuối cùng khép lại cho bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Out on him, it is a battle out there as we approach the halfway.